nếu có ý định làm sạch đồ dùng bằng bạc để chúng sáng như mới, bạn có thể áp dụng cách sau nhé. Dù là thìa, đồ trang trí hay trang sức bạc đều có thể sử dụng cách này được. Những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là khay, thau, hộp có thể chịu được nhiệt, nước, baking soda, giấy bạc và đồ bạc cần đánh bóng. Đầu tiên, đun nước sôi. Lượng nước đủ để nhúng ngập đồ dụng bạc mà bạn muốn làm sạch. Trong lúc đó, bạn dùng giấy nôm bọc mặt trong của khay, thau, hoặc bạn nên chọn loại khay lớn để có thể đựng được đồ dùng bạc ngập trong nước. Khi nước đã sôi, bạn đổ nước vào trong khay này, tiếp đó, cho thêm baking soda vào. Trung bình, mỗi lít nước sôi sẽ sử dụng khoảng 2 muỗng canh baking soda. Cuối cùng, cho đồ dùng bạc vào. Lưu ý, cần cho đồ dùng bằng bạc chạm vào giấy nôm ngay lập tức, bạn sẽ thấy sủi bọt và nghe những tiếng xèo xèo. Dần dần, những lớp cặn bẩn sẽ tách ra khỏi đồ dùng bằng bạc và bạn sẽ thấy bạc sáng bóng trở lại. Quá trình này sẽ mất khoảng vài phút lúc này, vì nước còn nóng nên khi bạn lấy ra phải hết sức cẩn thận. Sau đó lau thật khô đồ dùng bằng bạc, trang sức với khăn mềm. Nếu vẫn còn vết mờ, bạn có thể lặp lại quá trình vài lần. Tuy nhiên, không nên áp dụng với trang sức bạc có đính đá sự kỳ diệu mà bạn đã thấy có nguyên do từ việc bạc tiếp xúc với nhôm. Những nguyên tử lưu huỳnh bám lên bạc, tạo ra bạc xú phí đỡ khiến bạc xỉn màu và cũ đã được lấy đi, chuyển vào giấy nhôm, giúp bạc sáng bóng trở lại.